Liam mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Liam Shop. Hôm nay Liam khui một thùng hàng, chuẩn bị hàng hôm nay là ngày 12 tháng 12 ha. Trên Shopee có chương trình siêu sale và shop Liam cũng có rất là nhiều hàng mới. Hôm qua Liam mới khui một thùng và đã đưa lên shop rồi. Và hôm nay Liam tiếp tục đưa lên một thùng hàng mới nữa các bạn. Nếu các bạn thấy những sản phẩm Liam khui sau đây thì hãy vào trong phần mô tả video nha. Liam có để link sản phẩm được lên shop ở trong phần mô tả video. Sản phẩm mà Liam chưa kịp bỏ link lên á thì các bạn có thể vào trong shop vào phần sản phẩm mới nha. Thì các bạn sẽ thấy những cái món mà Liam mới up lên nha các bạn. Đây là một cái hạt bông bông này các bạn, để xem tí cây thân màu em ha. Thì có Liam có lấy về 3 size các bạn, size lớn nè, size vừa và size nhỏ ha. Tiếp theo là cây keo đây các bạn. Keo này dùng cho xúc bánh keo loại nhỏ ha. Cái này mình dùng để mình dán làm cái thân em đó các bạn, hoặc là làm hoa, nói chung là làm thủ công mà dùng xúc bánh keo ha. Tiếp theo là bút chì, một hộp này có 12 cây ha. Liam mua về Liam để Liam dùng và Liam cũng bán luôn. Liam mua có một hộp rồi các bạn. Chì người ta hộp bọc sẵn này, ở phía sau có cái chỗ để gom này các bạn, có cục gom ha. Loại này loại 2B. Bạn đang hỏi album thì hôm nay Liam về album để bỏ lên một cạc rồi này các bạn. Album để bỏ lên một cạc ha. Đủ màu hết, rất là đẹp luôn. Có một số bạn nhắn với Liam là hỏi album ha. Đợt này Liam về album có rất là nhiều mẫu xinh này. Rồi tiếp nha các bạn. Tiếp theo là mẫu lông mô cạc Rapin, mẫu mới ha. Loại này một hộp là có 60 cái nha các bạn, 60 tấm lông mô kẹt ha. Ở ngoài cái hộp có hiệu ứng lấp lánh này các bạn. Mẫu mới nha các bạn. Một hộp có 60 tấm. Đợt trước là hộp 50 tấm, đợt này hộp 60 tấm ha. 60 tấm kẹt. Rồi, tiếp nha. Tiếp theo là Swissy. Trời ơi, cái Swissy này dễ thương quá đi. Cái hamburger này các bạn. Wow. Nhìn ở trong hình thấy nhỏ xíu mà ra ngoài thật có to luôn các bạn. Bỏ nè, một cái tay bàn tay của Liam này. Tại vì Liam cứ nghĩ là nó nhỏ ha, mà giờ mua giờ thấy rất là lớn nè các bạn. Thì như một cái bánh hamburger thật luôn á các bạn. Swissy hamburger. Trời ơi, nó mềm nhìn nín dễ thương lắm luôn các bạn. Thì hôm trước Liam có lấy về Swissy thật cũng có rất là nhiều bạn thích luôn. Cho nên là đợt này Liam lấy thêm này. Cái bé Swissy này rất là xinh ha. Đây, có 5 cái nha các bạn. Các bạn tranh thủ đặt ha. Chứ hết thì không biết khi nào có lại. Tại vì thường thường hàng sĩ á thì nó về từng đợt như vậy á các bạn. Có nhiều bạn có mấy cái món hết á, bạn hỏi khi nào có Liam cũng không biết khi nào có ha. Tại vì hàng thì lúc có thì Liam mới lấy được ha các bạn. Rồi có 5 cái nha, các bạn nhanh tay đặt nha. Cũng rất là rẻ các bạn. Và cuối cùng là kiểm nhung. Đây có nhiều bạn hỏi Liam kiểm nhung để về làm hoa kiểu mùi Tết ha. Đây, một gói như thế này có cả mấy cái hạt bông bông nữa nè các bạn. Các bạn về các bạn làm những cái hoa ha, rất là xinh. Thì Liam sẽ up mấy cái sản phẩm này lên trên shop nha. Các bạn thích thì các bạn vào trong phần mô tả video của các bạn vào link shop để tham quan mua sắm ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Còn nếu các bạn thấy thích những món hàng Liam khui thì các bạn hãy vào mô tả video để các bạn mua ha. Rồi hạt bông bông này thì Liam sẽ chia ra thành những cái bọc nhỏ Liam bán cho các bạn, nếu các bạn cần ha. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha. Nếu các bạn thấy thích video của Liam thì hãy cho Liam một like. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những video mới nhất từ Liam Shop nha. Bye bye.